chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thời tiết được chúng tôi vừa cập nhật vào đầu giờ sáng nay, 26 tháng 12. Thưa quý vị, đêm qua do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên độ ẩm trên khu vực Bắc Bộ đã tăng lên, trời nhiều mây hơn và sương mù đã xuất hiện ở một vài nơi. Nhiệt độ vẫn tăng chậm nhưng còn khá thấp, dao động trong khoảng từ 13 đến 16 độ ở vùng đồng bằng và trung du, vùng núi thì nhiều nơi nhiệt độ còn ở mức dưới ngưỡng 13 độ. Các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ trời còn rét nhẹ ở phần phía Bắc và có mưa rải rác tại khu vực Trung Trung Bộ. Thưa quý vị, sáng qua thì áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền nam Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Wukong. Vào hồi 13 giờ chiều nay thì vị trí tâm bão đã cách đảo Mindanao của Philippines khoảng 170 km về phía đông bắc, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km. Đến 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão sẽ ở trên khu vực phía bắc của đảo Sulu, cách phía bắc của đảo Palawan, Philippines khoảng 240 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 cho đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ ở cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 320 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 10, cấp 11. Sáng nay thì với sự tăng cường trở lại của khối không khí lạnh kết hợp với sự thiết lập của dòng xiết gió tây trên cao nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Nhiệt độ trưa chiều ngày hôm nay sẽ không tăng cao, phổ biến dưới ngưỡng 19 độ. Đến tối và đêm thì thời tiết có xu hướng ẩm ướt hơn và nhiệt độ giảm xuống khoảng 3 đến 4 độ so với ban ngày. Trời nhiều mây, âm u và có mưa, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và lưu thông của người dân. Ngoài ra thì độ ẩm tăng cao cũng góp phần gia tăng các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Quý vị và các bạn nên có các biện pháp phòng tránh, thích ứng và bảo vệ tốt cho sức khỏe của mình. Còn tại khu vực Trung Trung Bộ thì được dự báo là vẫn có mưa rải rác vào lúc chiều tối và đêm. Tuy nhiên thì lượng mưa không nhiều, chỉ trong khoảng là từ 5 cho đến 10 km. Trời trở lạnh tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 11 đến 14 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác với gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, phía nam là từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, còn phần phía nam là từ 20 cho đến 23 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Thưa quý vị, như vậy là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào nhẹ rải rác vào lúc chiều tối và đêm. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nắng, nền nhiệt cao. Bản tin thời tiết đầu giờ sáng ngày hôm nay đến đây là hết. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.